Juventus đầu hàng trong cuộc đua vô địch với Inter. Thua 1-2 trên sân Napoli tại vòng 27, Juventus gần như hết cửa tranh chức vô địch Serie A mùa này với Inter Milan. Juventus bước vào trận gặp Napoli với chỉ một chiến thắng trong 5 trận gần nhất, kém Inter 12 điểm. Trận thua 1-2 trên sân Diego Armando Maradona khiến thầy trò Marc Allegri nhiều khả năng bị đỉnh bảng nới rộng cách biệt sau vòng 27, khi Inter chỉ phải tiếp Genoa ở trận đấu muộn vào rạng sáng mai. Mối quan hệ giữa hai đội bóng vốn căng thẳng từ trước trận, khi chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurenti dọa kiện lên FIFA nhằm loại Juventus khỏi phiên bản đầu tiên của Club World Cup mới vào năm 2025. Bản thân Napoli cũng cần chiến thắng trước đối thủ để nuôi hy vọng vào top 4 Serie A mùa này. Quyết tâm của chủ nhà được thể hiện bằng tỷ lệ cầm bóng 69% cùng 5 cú dứt điểm trúng hướng cầu môn chỉ trong hiệp 1. Tuy nhiên, Juventus lại sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất hiệp đấu, khi Dusan Lajovic bấm bóng trúng cột dọc trong tình huống đối mặt với Alex Meret. Tốc độ trận đấu được Napoli đẩy cao ở cuối hiệp và họ có được thành quả. Ngôi sao Kvyat Kvaratskhelia vô lê một chạm thành bàn, mở tỷ số ở phút 42. Sau đó, Juventus nhiều lần tiến gần bàn gỡ, nhưng Vlahovic vẫn vô duyên với mảnh lưới Napoli. Kịch tính đến ở cuối trận khi Federico Chiesa sút chéo góc qua một trừng chân cầu thủ hai đội để gỡ hòa phút 81. Ít phút sau, Napoli được hưởng penalty sau khi VAR xác định Victor Osimhen bị phạm lỗi trong cấm địa. Tiền đạo Nigeria sút hỏng phạt đền, nhưng Giacomo Rapado có mặt kịp thời để đá bồi ấn định chiến thắng 2-1. Lần đầu tiên sau 60 năm, đội bóng thành Turin thua liên tiếp 5 trận trên sân cùng một đối thủ tại Serie A. Huấn luyện viên Allegri vẫn lạc quan khi cho rằng Juventus còn 11 trận trong tay tại giải. Nhưng với khoảng cách có thể lên tới 15 điểm với Inter sau vòng này, Juventus xem như hết cửa vô địch. Napoli, với 43 điểm, chỉ còn kém 3 điểm so với vị trí được dự cúp châu Âu và kém 8 điểm so với top 4. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.